lại là chủ đề ăn uống ở Florida. Thì mình đi vacation là chỉ có ăn uống enjoy thôi ha. À, mình tối nay thì mình giới thiệu các bạn một cái nhà hàng nữa để ăn tối. Đó là nhà hàng Alonzo. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn. Nhà hàng Alonzo. Thì có nhiều món ăn của nhà hàng Mỹ này, nhưng mà mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món cá. Cái này cá gì? Cá red snapper các bạn. Cá điều hồng hả? Cá điều hồng. Còn chơi đành thì sẽ ăn món cá chiên với khoai lang tây. Chơi đành thích ăn cá lăng bộ. Mình thì mình sẽ thử món cá điều hồng. Cá điều hồng nguyên con luôn các bạn ơi, còn đầu còn đuôi gì hết. Mình sẽ nặn canh lên. À, cái món cá điều hồng chiên giòn này thì nó cho mình ăn với đậu đen. À, đậu đen ha, cơm vàng. Cơm vàng. Món này giống của người Bãi quá. Okay, chúng ta sẽ thử cái món. Mình một cái nắng này mình sẽ ăn không hết đâu. Cho nên mình sẽ share với bà xã. Chứ ăn không nổi rồi đó, không hết rồi. Mới nhậu xong mà đi thử nữa rồi, thử đồ ăn nữa rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái món cá điều hồng nha các bạn. Ok. Cái món cá điều hồng. Cá điều hồng. Mình phải cho chút ớt nha. Cá điều hồng nguyên con luôn các bạn. Nguyên con cá điều hồng. Cá chiên giòn. Ngon không? Sao vậy? Bỏ con xuống một xíu đi. Ồ, đây, món cá điều hồng. Thế này. Mùi vị cá ngọt. Cá điều hồng sắc cà em. Làm gì thành sắc cà đâu nè. Đó. Làm vậy cho hấp dẫn chút nha. Hai, rưới cà chua lên. Cà chua ớt rồi lên. Ăn thử món này coi. Mình đi chơi chỗ Mỹ thì món Mỹ thì nhiều. Ở đây không có nhà hàng nào bán phở hay là bán cơm tấm bì sườn chả vậy. Nó cho mình cái này là gì? Chấm với nước. Chấm với nước Tartar sauce. Ngọt lắm. Cá rất ngọt. Ăn với cơm vàng. Cơm vàng này á, anh muốn ớt thêm nữa ha. Bà xã mình nói rưới thêm miếng ớt nữa đi. Rớt ớt tabaco này lên là ngon mà. Ăn nó cay cay, cái thịt nó ngọt cái này ha. Có cần nước tương không ta? Cái cơm vàng này ăn nó cũng lạ lạ em, không phải là cơm nó làm vàng sống gì không đâu nha. Để mình thử coi nó có nó nấu với nước gà hay gì. Cái gà nó như cơm nó nấu cơm mãi hay gì. Cá này không phải là nó là phi lê cho nên ăn em phải cẩn thận nha. Cái này cũng có thương ạ. Ăn cẩn thận chút. Tại nó là nguyên con cá mà.
mừng cá điều hồng luôn. Thịt trắng bóc thơm. Một địa điểm ăn mến nữa, có nhiều món. Mình trước đây mình thích ăn cá với ăn tôm thì mình cũng quen rồi, nó không có gì đặc biệt hết. Lắp tờ thì mình cũng ăn rồi, không có gì đặc biệt. Mình thử món cá biển. Xin nó điểm này được. Nó có cà chua rồi khóm rồi đúng không? Nãy xin điểm đó giống như là cá chiên sóp cà Việt Nam mình đó. Cũng bình thường. Cái món đậu đen này thì cũng giống như có mãi món đậu đen, ăn với đậu đen. Vậy nha. Các bạn giới thiệu các bạn thêm một nhà hàng nữa khi các bạn đến Key West, thì ngày mai mình sẽ giới thiệu các bạn món đồ ăn Á Đông ở Key West. Okay. Bye bye.